Hello, xin chào các bạn. Hôm nay các bạn khỏe không? Em là Honda Nguyễn đây. Hôm nay là thứ hai, 20 Tây tháng 4, 2020. Mình đang ở thành phố San Jose, California. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị mình đi vô chợ Walgreens để mình lấy thuốc đó. Rồi mình đi qua nhà băng, mình đi rút tiền để mình đi chợ luôn. Có gì thì bây giờ mình sẵn đó, mình đi đó thì mình quay luôn cái đường cái cho các bạn coi cái tình hình ở bên thành phố San Jose, California, với sẵn luôn mình nói cái tin tức bên Mỹ của cái vụ coronavirus nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái Bắc Kinh này không có ai hết, đóng cửa hết trơn, không có còn ai đậu xe, không ai đi vòng vòng hết, tại vì bị cấm đó các bạn. Tại cái vụ coronavirus, COVID-19 đó, nó nặng quá đó, thì bây giờ mình phải ở nhà thôi. Ok, bây giờ mình chia sẻ cái ca nhiễm ở bên toàn thế giới đây, là hiện bây giờ là có hơn 2.400.000 ca nhiễm nha, đó là toàn thế giới đó, rồi hơn 170.000 người chết. Đó, cái đó là nguyên thế giới luôn. Bây giờ thì mình chia sẻ mấy cái nước mà có ca nhiễm nhiều nhất với có người chết nhiều nhất cho các bạn coi, ok? Bây giờ là đứng đầu là USA. USA là United States of America nha các bạn. Là bên Mỹ đó. Hiện bây giờ là USA đang có hơn 786.000 ca nhiễm, hơn 42.200 người chết, rồi hơn 1.600 người chết mỗi ngày. Tiếp theo là Spain. Spain hiện bây giờ là có hơn 200.000 ca nhiễm, hơn 20.800 người chết, rồi hơn 390 người chết mỗi ngày. Tiếp theo là Italy. Italy là hiện bây giờ là có hơn 181.000 ca nhiễm, hơn 24.000 người chết, rồi hơn 450 người chết mỗi ngày. Rồi France. France là hơn 155.000 ca nhiễm, hơn 20.000 người chết, rồi hơn 540 người chết mỗi ngày. Tiếp theo là Germany. Germany hiện bây giờ có hơn 146.000 ca nhiễm, hơn 4.700 người chết, rồi hơn 64 người chết mỗi ngày. UK. UK là hơn 124.000 ca nhiễm, hơn 16.000 người chết, rồi hơn 440 người chết mỗi ngày. Turkey. Nước Turkey là hiện giờ có hơn 90.000 ca nhiễm, hơn 2.100 người chết, rồi hơn 120 người chết mỗi ngày. Rồi bây giờ cái này nó mới đấy nha các bạn. Tiếp theo là Iran. Nước Iran đó là hiện bây giờ có hơn 83.500 người ca nhiễm, hơn 5.200 người chết, rồi hơn 90 người chết mỗi ngày. Rồi đứng 8, 2, 4, 6, 8, 9. Bây giờ China đứng 9 luôn nha các bạn. China là đứng nhất, đứng đầu đó. Hồi lúc là bị cái vụ coronavirus là từ bên Wuhan, China đó, là đứng đầu mà bây giờ đứng chính luôn. Đó. Bây giờ China thì hiện giờ có hơn 82.700 ca nhiễm, hơn 4.600 người chết, rồi không có ai chết nữa hết. Thì mình nghe nói China, không biết là mấy cái số này nó thiệt hay là sai đây, nó đúng hay là sai đây, nhưng mà mình nghe người ta nói là China nó không có đưa mấy cái số đó đúng đó. Thì mình cũng đọc ở trên cái mạng Worldometer nha, cho các bạn coi nghe đó. Thì mình thấy trên mạng thì mình nói vậy thôi, nhưng mà mình nghe người ta nói là bên China nó bị nhiều hơn đó nha, nhưng mà nó giấu đó. Ok, bây giờ tiếp theo là mình nói mấy tiểu bang nhiều nhất ca nhiễm với nhiều nhất người chết ở bên nước Mỹ nha. Đứng đầu là New York. New York hiện bây giờ có hơn 252.000 ca nhiễm, hơn 18.900 người chết, rồi hơn 630 người chết mỗi ngày. Tiếp theo là New Jersey. New Jersey là hiện bây giờ có 88.000 ca nhiễm, hơn 4.300 người chết, rồi hơn 170 người chết mỗi ngày. Đứng ba là Massachusetts. Massachusetts là hiện bây giờ có hơn 38.000 ca nhiễm, hơn 1.700 người chết, rồi hôm nay thì không có ai chết hết. Rồi Pennsylvania. Pennsylvania là hơn 33.900 ca nhiễm, hơn 1.300 người chết, rồi hơn 100 người chết mỗi ngày. Rồi đứng năm là California. California là tiểu bang mình đang ở nha các bạn. Là cái tiểu bang mình ở là mình cũng đang quay cái khu San Jose đó. Thì hiện bây giờ nguyên cái tiểu bang California thì hiện giờ có hơn 33.400 ca nhiễm,
hơn 1.200 người chết rồi, hơn 25 người chết mỗi ngày. Đó các bạn, thì mình muốn chia sẻ 5 cái tiểu bang mà có ca nhiễm nhiều nhất với nhiều người chết nha các bạn. Thì mỗi ngày mình nói tin tức, mình chia sẻ tin tức cho các bạn coi đó. Rồi cho các bạn biết ở bên Mỹ hiện giờ tình hình nó làm sao đó, dưới tình hình ở bên thành phố San Jose, California. Đó, hồi nãy mình mới đi vô Walgreens, cái chợ Walgreens mình lấy thuốc đó thì mới xong rồi đó. Thì bây giờ mình chạy qua nhà băng đây, mình đi rút tiền để mình có tiền mình đi mua đồ ăn, mình ăn đó, tại giờ ở nhà hết đồ ăn rồi. Đó, thì bây giờ các bạn thấy đó, nhà băng cũng ế xệ, không có ai hết. Không có ai mà đi ra ngoài đường hết. Cấm ở nhà, chỉ có được đi mấy cái chỗ mà cần thiết thôi nha các bạn. Chứ không có được đi vòng vòng chơi giống hồi mấy tháng hồi trước. Đó, thì bây giờ nó cũng hơi nặng đó các bạn. Bên Mỹ nó bị nhiều quá rồi, nhiều ca nhiễm với nhiều người chết quá, cũng ghê quá. Đó, thì tổng thống với ông governor đó bắt ở nhà tới tháng 5 ngày 4, tháng 5 ngày 3. Đó, mà bây giờ đang trên tin tức có nhiều người mà người ta bên mấy tiểu bang khác á, người ta không care nữa, người ta ra ngoài người ta chơi luôn, người ta vẫn đi ra chơi đó, là người ta không có sợ nữa, nhưng mà vẫn bắt ở nhà nha. Mấy người đó thì người ta gan quá, người ta đi chơi đó, nhưng mà họ bị bệnh thì họ ráng họ chịu thôi đó. Nhưng mà bên Mỹ là vậy nha các bạn, thì mình muốn chia sẻ như vậy đó. Rồi có gì ngày mai á, mình có thêm dịp đó, rồi mình quay thêm cái cảnh ở bên thành phố San Jose, rồi mình chia sẻ thêm cái tin tức cho các bạn nghe. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã đến cái channel này hôm nay. Dưới mình muốn cảm ơn các bạn đã xem cái video. Các bạn nhớ ủng hộ cái channel của mình nhé. Nhớ comment, like, share, subscribe. Ok các bạn, có gì mình gặp sau. Bye bye.